Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, thu ngân sách 9 tháng năm 2022 do cơ quan này thực hiện đạt gần 14.500 tỷ đồng, bằng 96% dự toán và tăng 27% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả trên, thì Cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý hiệu quả các nguồn thu. Trong đó, thu nội địa khối thành phố, quận và địa bàn huyện Hòa Vang đạt được kết quả đáng khích lệ, như khối thành phố thu nội địa 9 tháng được gần 10.000 tỷ đồng, đạt gần 92% dự toán và tăng hơn 26% so với cùng kỳ. Khối quận thu được hơn 4.100 tỷ đồng, vượt 7% dự toán và tăng gần 26% so với cùng kỳ. Huyện Hòa Vang thu được gần 390 tỷ đồng, vượt gần 9% dự toán và tăng gần 45% so với cùng kỳ. Với kết quả này, cũng như sự phục hồi tích cực của nền kinh tế, khả năng ngành thuế Đà Nẵng sẽ hoàn thành dự toán thu trước 2 tháng. Cơ quan thuế luôn phải đồng hành cùng người nộp thuế để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó tạo cái nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Thì để triển khai thực hiện cái việc đó, thì trước hết là cơ quan thuế sẽ quán triệt triển khai thực hiện một cách nhanh chóng các cái chính sách ưu đãi, miễn, tháo gỡ khó khăn về gia hạn, giảm thuế các cái loại thuế để chính sách đi vào cuộc sống và người nộp thuế có cái nguồn lực tài chính để tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh và có cái nguồn thu. Kinh tế chuyển biến tích cực cũng như việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về thuế, phí trực tiếp cho doanh nghiệp đã giúp cho số thu nội địa duy trì nhịp tăng tích cực. Tôi cho rằng là cái kinh tế của chúng ta có lẽ là phục hồi rất là khả quan. Bởi vì là bản thân chúng ta cũng các chính sách kinh tế vĩ mô là cũng thích ứng rất là tốt với điều kiện dịch bệnh, cho nên khi có điều kiện mà phục hồi thì tất cả các doanh nghiệp đều có những cái giải pháp là phù hợp để mà phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển. Theo cơ quan thuế, có những doanh nghiệp tưởng như đã phá sản khi dịch bệnh kéo dài thì đến thời điểm này đã bắt đầu có lợi nhuận đóng góp cho ngân sách. Rất nhiều doanh nghiệp mà năm 2021 còn nợ thuế lớn nhưng mà nhờ cái gói hỗ trợ này khôi phục sản xuất kinh doanh thì không những là nộp lại được cái tiền nợ thuế cho ngân sách nhà nước mà còn có những cái đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng hơn cả năm 2021. Hiện Cục Thuế vẫn đang tập trung rà soát từng khoản thu sắc thuế để đánh giá phân tích nguyên nhân tác động đến thu nội địa, trong đó ảnh hưởng tăng giảm thu do chính sách mới ban hành, các khoản thu mang tính đột biến, các khoản thu mới phát sinh để dự báo khả năng thu của cả 3 tháng cuối năm 2022 cũng như quý 1 năm sau.